Hơn 1.000 đại biểu và khách mời đã tham gia hội nghị cấp cao về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các doanh nghiệp đã cùng chia sẻ những trăn trở thực tế đang đối mặt, tọa đàm với các chuyên gia để tìm ra các giải pháp phù hợp cũng như các phương án triển khai tối ưu cho doanh nghiệp mình hướng tới phát triển bền vững. Hội nghị cấp cao về dữ liệu và điện toán đám mây năm nay do Viettel IDC tổ chức đã thu hút hơn 1.000 khách mời và đại diện của các tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 20 chuyên gia đầu ngành đến từ những hãng công nghệ lớn trên thế giới, các nhà quản trị doanh nghiệp có nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp ở các lĩnh vực. ChatGPT bùng nổ thì nó tạo ra một cái làn sóng ứng dụng AI rất là lớn. Từ những cái làn sóng ứng dụng AI đấy thì đòi hỏi những cái làn sóng về hạ tầng đáp ứng cho AI phát triển vận hành. Thì trung bình chúng tôi đang thiết kế là từ 3 đến 5 kW. Nhưng bây giờ với cái nhu cầu AI thì chúng tôi bắt buộc phải tăng gấp 3 lần công suất thiết kế. Có thể nói là AI nó làm cho thay đổi toàn bộ cái diện mạo thiết kế của một trung tâm dữ liệu. Kể cả về công suất tiêu thụ điện cũng như là công suất làm mát và các cái quy trình vận hành dành cho các cái hạ tầng trung tâm dữ liệu. Đối với Viettel thì chúng tôi vừa khai trương một cái trung tâm dữ liệu 30 MW. Đây chính là cái đón đầu xu hướng để phục vụ cho hạ tầng AI tại Hòa Lạc. Tổng công suất dự kiến đến 2030 có thể lên đến 400 MW. Tại hội nghị, Viettel IDC chủ trương hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn nhằm xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng do nhu cầu của khách hàng ngày càng tiến hóa. Mục tiêu của Viettel IDC tiếp tục là doanh nghiệp nội địa chủ lực về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây với tầm nhìn làm chủ hệ sinh thái sản phẩm liên quan đến hạ tầng số quốc gia, phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chủ quyền dữ liệu và chủ quyền hạ tầng điện toán đám mây.